Vâng, xin chào tất cả các anh chị. Nếu các anh chị hỏi Triều rằng là có một công cụ nào để giúp cho tất cả các anh chị để thực hiện hoạt động tuyển dụng hiệu quả trong giai đoạn này, Amway Việt Nam luôn luôn đồng hành và sẵn sàng hỗ trợ cho các anh chị trong mọi hoạt động kinh doanh, đặc biệt là hoạt động tuyển dụng trong giai đoạn này. Chúng tôi đã lên kế hoạch, chắc chắn sẽ tung ra những sản phẩm, những công cụ giúp cho các anh chị tuyển dụng một cách nhẹ nhàng, thoải mái và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh này. Đó là thức uống giàu vitamin và khoáng chất và chất điện giải Phyto Powder sẽ tung ra chính thức vào tháng 1 năm 2017. Và một sản phẩm nữa mà các anh chị vô cùng mong đợi, chiếc nồi hoàng hậu The Work đa năng chính thức tung ra tại thị trường Việt Nam vào giữa năm 2017. Hôm nay Phương sẽ thực hiện một món ngon với chiếc phốt này, giúp anh chị hiểu rõ hình công dụng tuyệt vời của chiếc phốt. Với chiếc cầu này thì sẽ giúp các anh chị tìm được niềm vui trong nấu nướng và dễ dàng thực hiện các món ngon cho gia đình của mình. Với công nghệ Vitalot sử dụng hơi nước và nhiệt độ thấp, giúp chúng ta lưu giữ toàn bộ dinh dưỡng, hương vị, kết cấu và màu sắc của thực phẩm. Và món ngon mà Phương thực hiện ngày hôm nay là món gà hấp cùng 5 sắc màu rau củ quả. Và Phương đã chuẩn bị đầy đủ những nguyên liệu cho chúng ta ngày hôm nay, gồm có gà, súp lơ xanh, bắp, củ cải trắng, cà rốt và bắp cải tím. The Work chính là cái công cụ giúp cho anh chị tổ chức những buổi tiệc gia đình tại nhà nhẹ nhàng để tiếp cận những khách hàng mới một cách tự nhiên và vui vẻ. Thức ăn đã có rồi, còn thức uống thì sao các anh chị? Rất đơn giản, chỉ cần một gói Phyto Powder và một ly nước 250ml là các anh chị sẽ có ngay một ly nước giải khát giàu chất dinh dưỡng, vitamin và chất điện giải. Thật dễ dàng phải không các anh chị? Rất thơm các anh chị, rất ngon. Và đã xong một ly nước giải khát giàu chất dinh dưỡng, vitamin và chất điện giải, rất ngon các anh chị. Wow, tuyệt vời các anh chị. Phyto Powder có hai hương vị là cherries và hương vị cam. Hương vị cherries dồi dào chất vitamin C và kẽm, tăng cường sức đề kháng, và hương vị cam bổ sung chất điện giải nhằm tăng cường sức khỏe khi vận động. Phyto Powder có hai hình thức hộp gói, hộp giấy và hộp nhựa, và mỗi hộp giấy có 20 gói nhỏ, rất tiện lợi chúng ta đem đi có thể sử dụng bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào. Và với hình thức hộp nhựa thì rất là tiết kiệm và thuận tiện cho sử dụng ở mỗi gia đình. Sản phẩm mới Phyto Powder sẽ giúp cho anh chị tiếp cận khách hàng mới. Như trước đây thì các anh chị có thể mời khách hàng cà phê, nhưng nay các anh chị hãy mời khách hàng Phyto Powder một cách thuận tiện và dễ dàng. Vâng, chỉ có một bí quyết vô cùng hấp dẫn để pha chế Phyto Powder, đó là sử dụng máy pha chế thức uống dinh dưỡng Phyto Powder. Rất đơn giản các anh chị, chỉ cần đổ nước vào trong bình cho một muỗng Phyto Powder, muỗng thì khoảng 8g, cho đá vào bình, sau đó dặn nắp lại. Các anh chị đặt lên máy, chúng ta vâng các anh chị, chúng ta đã có được một ly Phyto Powder mát lạnh, thơm ngon, giàu vitamin, khoáng chất và chất điện giải, rất tiện lợi các anh chị. Các anh chị có thể mang đi khắp mọi nơi. Và bây giờ các anh chị cũng thử nhé. Tuyệt vời. Các anh chị thấy chiếc máy pha chế thức uống dinh dưỡng này như thế nào? Rất là tiện lợi đúng không ạ? Cùng với chương trình tung sản phẩm Phyto Powder trong tháng Giêng, chúng ta sẽ có một chương trình khuyến mãi vô cùng hấp dẫn. Đó là với chiếc máy pha chế thức uống dinh dưỡng, các anh chị sẽ có được những nước giải khát Phyto Powder vô cùng hấp dẫn. Các anh chị chờ đón nhé. Chúc tất cả các anh chị thành công.